Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Lời nói đầu tiên cho em Toàn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc mọi người ở nhà vạn sự bình an trong phòng chống dịch này. Hôm nay em Toàn có một cặp ông Tơ bà Nguyệt đây mọi người. Một cặp ông Tơ bà Nguyệt hàng của Cutani nhé mọi người nhé. Trước tiên này em đo kích thước đã. Chiều cao của ông là 32 nhé mọi người nhé. Của bà là cao 28 mọi người ạ. Cao 28, 32 và 28 nha mọi người nhé. Đấy, bề ngang đây em đo bề ngang của bà này mọi người này. Đến bề áo này, 14 này. Ngang của ông là 18 mọi người nhé. Ngang của ông là 18. Đấy, bộ này thì là tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé. Không có bị chảy xước này. Không có bị nứt mẻ một tí nào luôn mọi người ạ. Đây, em cho các bác xem chuyện ở đây này. Đấy. Ở cái phần dưới này là nó ngay từ đầu tiên rồi thì không có vấn đề gì đâu các bác nhé. Đây là chuyện Cutani này mọi người này. Ở đây chuyện Cutani nhé mọi người nhé. Cặp này thì là sẽ là sâu tuổi rồi mọi người nhé. Không phải là hàng mới. Đây các bác xem. Đấy, hàng Cutani này. Chuyện đầy đủ luôn. Đấy, tình trạng của cặp ông bà rất là đẹp luôn. Vì là nó chưa bị sứt hay là mẻ hay là bị thế nào cả đây các bác ạ. Đấy, em đẩy nó xây ra này kìa. Các bác nào mà ưng ý bộ này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn. Em Toàn sẽ chốt đơn cho các bác và bao bể vỡ gửi về tận nhà các bác nhé, các bác nhá. Bao ship bao bể vỡ về tận nhà. Thôi em xin phép xin chào tất cả mọi người nhá.